Truyền thông Bangladesh đưa tin, Thủ tướng nước này bà Sheikh Hasina ngày 5 tháng 8 đã từ chức và cùng em gái lên một trực thăng quân sự để bay đến Ấn Độ. Tổng tư lệnh quân đội tướng Walker Ozaman đã xác nhận thông tin và khẳng định một chính phủ lâm thời sẽ sớm được thành lập. Trong khi đó, hàng nghìn người đã tràn vào dinh thự chính thức của bà Sheikh Hasina, người biểu tình tràn ngập đường phố bất chấp lệnh giới nghiêm. Các cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng trước về hạn ngạch việc làm của chính phủ và kể từ đó đã lan rộng thành tình trạng bất ổn trên toàn quốc. Đến nay, bạo lực do các cuộc biểu tình đã khiến gần 300 người thiệt mạng. Các cuộc biểu tình đã bắt đầu bùng phát vào tháng 7 do sinh viên yêu cầu thay đổi liên quan đến hạn ngạch việc làm trong các cơ quan nhà nước. Điều này đã leo thang thành phong trào phản đối chính phủ rộng lớn với hàng trăm nghìn người đã yêu cầu Thủ tướng Sheikh Hasina phải từ chức sau 15 năm cầm quyền.